Đẹp quá, nó đẹp 1 vạn 1, chính xác từ năm 2013, hàng chuẩn đời luôn. Để các bác quan tâm đến Jeep Việt, Jeep Việt Nam, đôi da máy hay là càng đều không có lỗi. Đấy, em phải nhấn mạnh như thế để các bác có thể biết rõ. Mong các bác chia sẻ giúp em nhé, để chúng ta cùng xuất hành buổi chiều với một chiếc Dream Việt Nam, hàng xuất sắc, hàng xuất sắc. Các bác xem đây, càng đẹp không ạ? Quá là xuất sắc. Chân ốc, các bác nhìn cái ốc đây, đúng không ạ? Răng phanh hay là trục, mai ơ, trong ngoài, chân nan, đây từng cái chân một, đúng rồi. Và quay các phần này cứ giữ nguyên camera là các bác sẽ nhìn thấy, các bác sẽ thấy cái đẹp lốp này, các bác nhìn này. Nó phải mòn nhá, nó mòn một chút nhưng không mòn tẹt, hay là nó mới tinh thì mình này phải giật mình. Đấy, đây này, 1, 2, 1, 3, các bác nhìn thấy không, 1, 2, 1, 3. Đấy, cái Meyer này có đúng một tí gọi là nốt ruồi, chính xác là một nốt ruồi. Hay cái ốc này đẹp, các bác nhìn cái ốc nó vuông cả mép trong mép ngoài, từng gen một nhìn thấy luôn, càng này quá rè này, các bác nhìn này, nó zin quá đẹp. Pha mặt nạ hàng viền pha này liền hết nhá, liền này, đi lông này, các bác nhìn một lớp đi lông chưa bóc nhá, lớp đi lông chưa bóc, chưa bóc đi lông luôn, các bác thấy được không, chưa bóc đi lông luôn. Đây, cháu quay trên này cho các bác xem tay nắm nhá, cái chỗ cầm nhiều này các bác nhìn này, vẫn còn nguyên các phím này, hay là logo này, hay là khóa này, một đôi này. Rồi, đẹp chưa? Anh em thấy đẹp không ạ? Anh em chia sẻ giúp em đi để nhiều bác cùng xem, cùng có thể chiêm ngưỡng một gym mà em nghĩ là bây giờ không còn đâu. Để chân này, các bác nhìn này, nó mòn một chút tí thôi. Cao su này, hay cái da máy. Đấy, cái gym Việt nhá. Gym Việt da máy rất hay lỗi, nhưng trên này các bác nhìn này, đẹp này, ốc này. Đúng không ạ? Màng cá này, tem này. Đây, cái phần trắng nhá, phần trắng của cái hộp xích nó có một cái đệm cao su trắng này. Bác nào tinh mắt sẽ nhìn rất rõ thấy này. Đấy, hay là hộp xích. Nguyên zin. Nguyên hết luôn, lừa này. Tụt này. Ốc wow, đẹp này các bác nhỉ. Chân nan vành trở chân xanh trắng trắng tinh luôn, được không ạ? Cả đôi lốp luôn các bác nhá. Lốp trước lốp sau đều 2013 hết, mà đúng tuần luôn, đều tuần 12 2013. Đấy, các bác thấy được không? Rồi, anh em chia sẻ cho em nhá, một rồi. Chiếc xe Dream Việt Nam hàng siêu lướt nhà em, nhiệt số 29X1 82201 cho em. Anh em nhìn một chiếc xe Dream, nó là hàng xuất sắc đúng không ạ? Anh em nhìn ốc này. Sướng không nhỉ? Có gì phải lan tan, anh em nhìn Meyer này, tam nan vàng, tam nan vẫn còn xanh trắng, trắng luôn anh em nhé, mới tinh. Bô beo vẫn còn nguyên zin, bản Oppo. Đẹp không anh em? Không tìm được nữa, thị trường rất khó tìm. Chính xác nhất, đây các bác nhìn nhá, cái nắp bình xăng này, các cái tán này, 1, 2, 3, 4 này, 5, 6 này. Đấy các bác nhìn thấy, nắp bình này, này là đây, đồ trên nắp này, này là lươn. Ôi, tai, ốc trong tai, đó. Nó là hàng gọi là không có gì để chê, đẹp. Rồi, từng cm luôn, đây các bác nhìn này, rồi. Từng nó chi tiết. Nó là xuất sắc rồi anh em ạ. Rồi, rồi, để chân, đây các bác nhìn. Tiếp tục rồi, rồi cháu quay tiếp bên này. Rồi, anh em đang rất là nhiều, anh em hào hức đang về giá đúng không? Báo giá còn, là còn. Bao nhiêu tiền? Đầu bò cháu quay lại cho bác một chút, hơi vất vả tí chiếc này nhá. Hàng đầu bò đây, quay bên này. Rồi các bác nhìn phải thấy đầu bò. Quay cái đầu bò bên này. Chính bên, xác. Bên này nó có cờ con ơi. Bên này nó có cờ nó sẽ đẹp hơn. Đây bên này nó có cờ này. Rồi. Anh em nhìn bên cờ này, anh em nhìn gioăng cờ này. Đấy, gioăng vàng, mặt gioăng vàng. Cờ anh em nhìn đẹp không? Đấy đầu bò này. Điện giật bỏ mẹ. Rồi, máy thì miễn chê. Gầm, rồi. Các bác xem cái gầm này mới khó tìm này. Bác nào nhìn gầm thấy không ạ? Xanh gì, gọi là xanh gì luôn. Gầm quá đẹp đúng không ạ? Bộ yên nhá các bác nhá. Yên còn nguyên bản luôn. Đấy, yên này, nguyên bản này. Đấy. Kim thì đỏ chót, tiếng máy thì ôi giời ơi. Căng nick. Giờ tìm đâu được những chiếc kim Việt thế này. Chắc nịch anh em ạ. Phải khoảng mấy tháng rồi. Nhà em mới nhập được một chiếc tầm xuất sắc thế này để kê để chào đón. Em mong các anh em có thể liên hệ giúp em. Rồi. 58 triệu. Hợp lý chưa ạ? Hàng là còn nguyên đôi lốp, nhũ đẹp. Gầm nhỉ? Các bác nào vừa xem quả gầm xanh không thể chê được luôn, cái quả gầm đấy. Em nhìn em giật mình, quả gầm đẹp. Thế là giá hợp lý mà. 58 triệu em nhìn nhớ cái con mà bán 70 mấy triệu không? Có rất nhiều, 75, 65, 68 nhà em mua của anh em... nhiều anh toàn phải 6X tử tế các bác ạ. Đấy, rồi. Mà còn bán ra thì còn cao hơn. Anh em cân đối giúp em nhá, những cái dòng xe này năm bán ra với giá là 58 triệu hàng đúng xuất rồi. Sắc nhà em đấy ạ. Đấy, không có nhất, gì để chê nhỉ? Duy nhất chỉ còn một con cũng rất lâu rồi mới về đấy ạ. Rất lâu rồi mới về các bác. Con này thấy 58 triệu hợp lý đúng không? Đúng, quá hợp lý. Lốp mà cái chợ ốc nhá, các bác nhớ cho em là cái ốc nó xanh nó đẹp. Ấy nó mới xứng đáng. Đẹp không? Mà nó là xứng đáng thôi. 58 triệu. Cái gầm nhờ, bác nào xem quả gầm nó xanh nó đẹp mỹ miều, phải nói là thật sự là hết nước tả luôn. Em làm gym nhiều năm. Vâng, không có nhiều trên thị trường nhá, em nhấn mạnh thật sự các bác nào trong gym cũng có thể để ý. Chứ quanh xóm, quanh xã, quanh phường em nghĩ cũng không nhiều đâu. Thường là kê là chính, chứ còn để đi, để chạy
phường xã thì những chiếc gym này anh không có, chính xác là không Nguyễn có. Nguyễn Khoa, 55 triệu có được không? Anh ơi. Bớt em xíu một xíu để em ra lộc bên một em lấy bài chút rồi. Là em đã thấy có 2-3 anh đang báo cọc rồi. Đấy, vì thật sự là sản phẩm này em phải nhấn mạnh các bác lưu ý là không có nhiều. Đấy, trên cơ sở là em bán gym rất nhiều mà cũng Nguyễn phải vài tháng mới ra được một chiếc kê. Em nhớ ngày xưa hay kê ở cái phía đầu này. Nhưng lâu lâu rồi SH nó chiếm chỗ rồi. Đấy, gym Việt đẹp còn nữa đâu, không còn để mua. Đây đâu đằng sau chờ em một xíu nha anh. Ra luôn, anh đợi tí em ra luôn. Tại vì là Dream thì nó là hàng xuất sắc bên Hoàng Thiên rồi. Anh em nào quan tâm một chiếc xe Dream Việt Nam, máy còn zin, sơn zin, lốp còn zin cả đôi. Anh nào hỏi đây, anh An Phú bao nhiêu km rồi? 1.1 đời 12 à? 13 luôn anh ạ. À. Đầu máy là 167, chuẩn luôn, cả tem gáy hộp xích lốp 13 tấc anh nhá. Đẹp không? Kim đỏ chót. Rồi, đấy. Anh Châu Discovery này là hàng xóm có chiếc zin ngon hơn. Rồi, cảm ơn anh nhá. Nếu anh ấy bảo bán thì liên hệ giúp em. Em anh đưa sang cho em làm tí người lái đò sang đây. Anh em cứ nếu mà muốn giao lưu với bên rồi. Em thì anh em có thể liên hệ. Cái... để bên em giao lưu cho. Gì? Còn gì để chê nữa đâu, mỗi một sản phẩm đẹp thế này. 56 triệu. Anh ơi, còn rất gần nữa anh nhá. Các bác ạ, cứ chơi đi, nghe em, những sản phẩm này nó có số lượng có hạn. Ngày xưa sản xuất có tần đấy và không sản xuất nữa thì anh em chỉ có xào xáo đấy những cái xe đấy thôi. Rất và đi tiêu dần chơi dần nó giảm giá nó không còn nữa, giảm chất lượng. 556. Em ơi. Rồi. Anh em quan tâm một chiếc Dream anh em nhá, 2013 chạy bạn mốt. Rồi. Còn zin, lốp còn zin cả đôi, 58 triệu đồng. Đúng rồi ạ. Đấy, thôi đừng mặc cả em nhiều, có là có thì bên em để bên em ra lộc cho anh em cứ thiếu lấy may thôi. Có nhiều rồi, đâu anh em ạ, không có nhiều nhá, hàng nó có bạn mốt thôi anh mà. Anh em đấy. Nhớ không, trước em bán con xe 76 triệu không? Đấy. Con Dream Việt Nam 2012 vừa rồi em bán 8.000 cây thì khoảng nó cũng không khác đấy. Nhau là mấy, thật nó sự với các bạn giữa 8.000 cây với bạn mốt. Đấy, mà nói thật là không có, muốn mua lại cái chiếc bán ấy cơ nhưng các anh cũng có bán đâu. Em mấy lần em hôm nay em ngồi nói chuyện với anh Mười thì chính xác nhất, anh Mười buổi sáng em bảo là nhiều khi em mong gym các anh Thái, gym Thái hoặc gym Việt bán lại. Chả thấy nhiều bán lại. Ít thật sự. Nhiều anh em không bán đâu ạ. Ít lắm. Đấy. Em ơi. Đây, hàng vừa tiền đây, chạy bao cây số. Vạn mốt mà anh Công Lê. Vâng. Anh em chia sẻ giúp em nhá. Vâng, sản phẩm đẹp, anh Ngọc Thạch đúng rồi ạ. Vâng, anh em nào quan tâm những chiếc gym đẹp thì bên em vẫn có và vẫn không quay biển số à? Chết, em không đọc biển số, quay biển số. Biển số Hà Nội anh nhá. Em đọc lại biển được không ạ? Đấy, mải chi tiết. Mải chi tiết đẹp quên quá. Được biển. Anh em chi tiết đẹp quá nhìn. 29X182201 bác nhá. Đăng em ký. Vâng, 2013 có cả chứng minh thư photo của chủ kèm theo, các bác yên tâm luôn. Đấy, để thoải mái. Rồi, một sản phẩm zin đẹp thì chúng ta đến xong rồi. Thì đến một cái sản phẩm gọi là dọn dẹp đẹp ngon lành. Nhìn nó sáng, nó còn sáng hơn cả cái kia cơ. Nhưng hàng nó là hàng dọn nhá. Có nghĩa là nó có sự vào hay là sơn lại. Đấy, là mới để các bác những bác lười ấy. Gọi là những bác lười, cháu quay cái đầu bò. Xe thì cũng đã dọn rồi. Nên cái đầu bò nó làm thì cũng là chuyện bình thường thôi. Đúng không ạ? Đấy, rồi, xong chỗ này lên trên. Rồi đây quay tiếp đúng rồi. Bác bảo xong chiếc này thì chúng ta lên trên để dưới này đường đang đi tốc độ cao quá. Rồi. Quên mất mấy chiếc dưới lòng đường nên em like luôn. Goxi này. Ra thì chị like ở trên. Goxi này, các bác nhìn. Đó, được ạ. Vào mà họ vào mới nên vào Goxi là được thôi. Hộp xích này là cũng vào nhá, không phải sơn đâu. Các cái tán này còn này. Đấy, vào mới coi như là chủ cũng đã những có cái đầu tư trên tinh thần là đồ Honda xịn. Đấy, zin Việt mà các bác ạ, zin Việt máy Thái. Biển này đúng đời đúng biển luôn. Đúng rồi, hôm nọ có anh nào hỏi em chiếc này đây, 29K13229 thì hôm nay em mới coi như xong xuôi với chủ được để lên được phục vụ các anh. Vâng, 1998-1999 anh rồi, em ạ. 2543. Những bác nhá, những bác mà liên quan đến chơi gym các bác có thể xem người chủ giật có tâm, người ta giật từ cái ốc bên trong của cái giằng phanh, các bác có thể để ý thấy đúng không ạ? Đấy, một chi tiết rất nhỏ nhưng mình có thể đánh giá là chủ họ cũng làm kỹ, gọi là kỹ đến từng con ốc vừa. Thế nên là anh em nào từ cái lò xo phanh hay là những cái gọi công tác điện đây là phanh thì họ cũng đầu tư, thì nói gì đến những cái bô veo hay là yếm nhựa đồ họ đã trang bị đến tận răng rồi. Con gym đấy biển Hà Nội rút hồ sơ thì nó phí rồi anh. Nếu mà anh rút hồ sơ bên em có rút hồ sơ cho anh em đưa vào giao động. Phải gym gym cháu lại làm một mặt ở trên này nữa. Rồi. Đấy, lại phải một mặt trên, mặt dưới xong chúng ta lên mặt trên để các bác nhìn tổng quan cái phần gọi là ngày nào mình cũng nhìn vào nó. Nếu bác nào lái là lái xe khóa lên khóa bốn cạnh đúng không ạ, các phím bấm đồ đạc ngon lành hết lên rồi. Đấy, yên áo này mới này, nói chung là đây là một sản phẩm dành cho những các bác chơi những chiếc xe dọn giật đẹp, hàng dành cho những các bác lười mà sản phẩm vào nhá, trên tinh thần Honda Goxi hay là những cái ốc trục, những cái tăm nan hay là những cái rằng giật họ đều vào trên tinh thần là đẹp,
là tâm huyết để cho anh em mình có nhu cầu có thể lấy sẵn để đi luôn, không cần phải thêm nếm hay là mất công mua về giật lại hay là chê xấu chê không đẹp, đúng không ạ? 24.500.000 một chiếc Dream biển 29K đúng đời đúng biển, 3229 biển Hà Nội, hàng dọn giật ngon lành hết lên, các bác có thể xem trên hình ảnh. 24.500.000 24.500.000 anh em nhé, một chiếc Dream 1998 1999, đấy biển K anh em ạ. Được cái là anh em giật một con này nó là căng rồi, giật đẹp kể cả từ máy móc, từ xe nét đúng rồi, hình giật xứng đáng này bác, máy 2543 hàng mạnh càng đẹp, cô mới nhá, vừa hay là một bạn cô mới, hàng họ vào những cái đồ họ xịn sò ấy, nên anh em mình bây giờ chỉ gọi là được hưởng thôi, mình cứ thế mà chơi, chán lại bán lùi mấy triệu là xong. Nói chung là khách hàng chơi những chiếc Dream giật này thì có riêng một trường phái rồi, em để ý nhiều bác còn mất công mất sức là mua cả những chiếc cũ về mất bỏ tâm huyết ra cơ. 24.500.000 anh em nhá, một chiếc Dream Việt Nam giật đẹp, ngon lành cành đào, giật căng rồi, làm trước ngày.